Rồi xin chào anh em tiếp tục làm test hoạt động con Omly Marang 94 thùng xốp gửi cho anh khách ha. Con này thùng xốp anh em khỏi bàn là rất đẹp ha. Máy móc rất đẹp, chân cẳng là mới rời luôn. Hồi gỗ còn đẹp keng luôn nha. Rồi những mút nè. Con này không có gì để bàn, đối với dòng 94 thì nó có class A nè. Và nó có thể đánh được rất là nhiều dòng lo JBL ha. Lo Nhật thì khỏi bàn rồi, JBL. Và đặc biệt anh em nào nghe nhạc vàng ha, ghép chất âm mềm mại ngọt ngào nhẹ nhàng. Đây. Ở đây thì bass mid treble mình để 5 năm anh em thấy hết ha. Không có con này thì không có low net đâu. Đánh 2 cộng AB và A cộng B nhé. Dòng Marang 94 thì nó còn một dòng đời cao nữa là Marang 94 Limited màu gold em nha, là hết rồi, nó là dòng limited thôi. Tới đây thì em cũng xin kết thúc clip và xin cảm ơn em rất nhiều ạ.